xin được đọc lời Chúa được chép trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 2 từ câu 13 đến câu 17. Bổn phận đối với các bậc có quyền. Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập nên, hoặc vua như đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng Chúa dùng sự tự do làm cái màn che sự hung ác. Song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Và câu gốc được chép trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 17, xin hội thánh cùng đọc chung với tôi. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Xin cảm ơn hội thánh, xin mời hội thánh đồng ngồi. Với chủ đề công dân cơ đốc, mục sư Hứa Trung Tín sẽ chia sẻ ban phát lời Chúa cho hội thánh. Xin kính mời mục sư. Được trân trọng kính chào hội thánh. Good morning, our family church. Chúng ta đã bước vào tháng 11 và chúng ta cũng cảm nhận được thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi. We have stepped into November, and so as you can feel in the weather. Một năm nữa sắp sửa trôi qua và chúng ta cảm ơn Chúa về những điều Chúa ban cho chúng ta trong năm này. Another year is about to pass, and we praise the Lord for all the blessings that He has bestowed upon us. Thế nhưng khi chúng ta nhìn về khắp mọi nơi trên thế giới, chúng ta thấy chiến tranh lan tràn ở khắp nơi. If we look all over the world, we can see war breaks out all around us. Không biết có bao giờ chúng ta suy nghĩ rằng nếu mình đang là công dân ở những đất nước đó thì sẽ như thế nào? Have you ever thought if you were citizens of that country that has war that's going on, what would be going on with you? Nếu như mình không đang sống ở tại Mỹ mà mình đang sống ở một cái nước độc tài như Bắc Triều Tiên thì sao? If you are not do not have the privilege of living here in this country, what if you live in North Korea? Có bao giờ quý vị nghĩ điều đó không? Have you ever thought of such thing? Một ngày nào đó mình soi gương mình thấy mắt còn có một mí à, phải không? Giống như Hàn Quốc vậy đó. Qua đó thì sao? One day you look in the mirror, you see your eyes just quite planted. Thực ra nhiều người không cần qua Hàn Quốc mắt vẫn một mí như thường đúng không? Nhưng mà cái vấn đề tôi muốn đề cập ở đây đó là khi chúng ta đặt mình vào cương vị của những người sống ở những đất nước như vậy đó, chúng ta sẽ luôn luôn bị tranh chiến trong cái thái độ mà một cơ đốc nhân cần phải có đối với chính quyền. If you were to live in such a country as a Christian, you will always have a conflict within yourself how our attitude, our behavior would be with the government. Sống trong những cái chế độ độc tài và gian ác hoặc là tham nhũng như vậy á, thì những cơ đốc nhân cần phải có một cái thái độ này. Living in such a country that takes away all your freedom, what kind of an attitude should you have? Và đó là điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ trong buổi sáng hôm nay với cái chủ đề là công dân, nhưng chúng ta là một công dân cơ đốc. And that's what we'll be talking about this morning. As citizen, but as a Christian. Hầu hết các thư tín trong Tân Ước đều được chia ra làm hai phần. Most of the letters in the New Testament are divided into two parts. Phần đầu tiên nói đến các giáo lý, những nền tảng của đức tin Cơ Đốc. And the first part deals with various doctrines, which are the foundations of the Christian faith. Và phần thứ hai nói đến cái việc áp dụng những giáo lý đó vào trong đời sống thực tế. And the second part has to do with how to apply those teachings to real life. Và cái lá thư thứ nhất của sứ đồ Phi-rơ cũng không nằm ngoài cái quy luật này. The first letter of the apostle Peter is no exception to this rule. Từ đoạn 1 câu 1 cho đến đoạn 2 câu 12, chúng ta đã học rồi thì vị sứ đồ đã nói với các độc giả của ông về sự cao trọng của sự cứu rỗi và những đặc ân vô giá của Cơ Đốc nhân. From chapter 1 verse 1 through chapter 2 verse 12, the apostle wrote this to his readers about the greatness of salvation and priceless privileges that Christians have. Và chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay trong đoạn 2 câu 13, vị sứ đồ
sẽ áp dụng những cái lẽ thật đó vào những khía cạnh khác nhau của cuộc sống. And as we start today in chapter 2 verse 13, the apostle applied those truths to different areas of life. Hôm nay chúng ta sẽ khởi đầu cái phần áp dụng này bằng một cái vai trò quan trọng, đó là cái vai trò của một công dân đối với các thẩm quyền dân sự mà Đức Chúa Trời đặt trên mình. Today, as we will begin with the application portion, we will focus on an important role of every Christian, the role of a citizen to all civil authorities that God placed over him. Chúng ta không khởi đầu bằng câu 13, nhưng chúng ta sẽ khởi đầu bằng câu 16 khi vị sứ đồ nói rằng hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng sự tự do làm cái màn che sự hung hăng. We will start with verse 16. Act as free people and do not use your freedom as a covering for evil. Điều đó vị sứ đồ nói rằng khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và đời sống mình thì các tín hữu đã trở nên một dân thánh, tức là dân thuộc về Đức Chúa Trời trong riêng nhất đoạn 2 câu 9. Nghĩa là gì? Nghĩa là họ trở nên công dân của vương quốc Đức Chúa Trời và họ có trách nhiệm phải tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài. Having accepted Jesus as their Savior, the believers become a holy nation, a people for God's own possession. Meaning, they become citizens of God's kingdom and their responsibility was to obey God's will and His law. Tuy nhiên, cái lẽ thật đó không làm cho những người tín hữu được giải phóng khỏi những bổn phận và trách nhiệm của một công dân ở trên đất này. However, that truth does not set the believers free from their responsibilities and duties of a citizen in their own country. Đại tớ Chúa nói rằng hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng sự tự do làm cái màn che. Cái màn che nói đến việc đặt một cái mặt nạ hoặc là một cái bức màn trước một cái điều gì đó, trên một cái điều gì đó. It says, act as free people and do not use your freedom as a covering for evil. A covering is what? A covering refers to placing a mask or a curtain over something. Ông nói cái tín hữu là không được lấy sự tự do làm cái màn che cái gì? And he said, do not use your freedom to cover. Cover what? Và ông nói rằng đó là che sự hung ác. Đây là một thuật ngữ, nó có nghĩa là sự hèn hạ. Và cái từ ngữ này nó phát sinh từ sự trả thù, cay đắng, thù địch và không vâng lệnh. It is a covering for evil. Is an expression referring to the baseness that comes from the desire to seek revenge. It originates from bitterness, hostility, and disobedience. Nói một cách khác, cơ đốc nhân không được lợi dụng cái sự tự do mà Đức Chúa Trời ban cho mình qua sự cứu rỗi để biện hộ cho những cái hành động bạo lực, nổi loạn, ích kỷ và không thuận phục của mình. In other words, Christians must not take advantage of the freedom that God gives them through salvation to justify acts of violence, rebellion, selfishness, and disobedience. Và đây tớ Chúa tiếp tục nói rằng, song phải coi mình là tôi mọi của Đức Chúa Trời. But use it as bond servants of God. Có cái gì mâu thuẫn khi sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng những tín hữu là những người tự do, nhưng bây giờ thì ông lại nói họ là tôi mọi, hay đúng hơn á phải dùng cái chữ là nô lệ. Is there a contradiction in Peter's saying here? On one hand, he says that believers are free people, but yet on the other hand, he says that we are bond servants, or more precisely, they are to consider themselves slaves. Không có gì mâu thuẫn cả. Vì khi một người nhận được sự cứu rỗi thì người đó được tự do khỏi cái án phạt của tội lỗi. Người đó không còn là nô lệ cho tội lỗi và dục vọng nữa, nhưng người đó trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời và nô lệ của sự công bình. There is no contradiction here because when a person receives salvation, he or she is freed from the penalty of sin, no longer a slave to sin and desire, but they become slaves of God and righteousness. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cứu rỗi để cho chúng ta được tự do, nhưng mà không phải là tự do để làm điều mình muốn, nhưng là đó là tự do để làm điều mà Đức Chúa Trời muốn và điều mà Ngài muốn, đó là những điều công chính. In other words, God gives us salvation so that we can be free, not free to do whatever we want, but free to do what He wants, and that is to pursue righteousness. Và như chúng ta đã biết, sứ đồ Phi-e-rơ đang viết thư cho những độc giả của ông là những người mà họ sắp sửa trải qua cơn bách hại kinh khủng của chính quyền La Mã, và ông đã chuẩn bị cho họ bằng một mạng lệnh, đó là hãy phục theo. And as we have learned, the Apostle Peter was writing to his readers who was about to experience terrible persecution by the Roman government, and he prepared them with this one command. Hãy phục theo. To
submit yourself. Hãy phục theo, đó là một cách diễn đạt quân sự, nó có ý nghĩa quân sự và nó có nghĩa đen là hãy sắp xếp đội hình dưới sự chỉ huy của một người chỉ huy. Submit is a military expression that literally means to arrange in formation under the commander. Và chúng ta biết rằng sự thuận phục trong quân đội đó là một sự thuận phục một cách nghiêm khắc, trọn vẹn và nó bất chấp cái cảm xúc của mình. We know quite well about submission in the military. It is a strict submission, complete and devoid of emotion. Và cái mạng lệnh hãy phục theo nó còn có nghĩa rằng đó là sự thuận phục tự nguyện, chứ nó không phải do bị bắt buộc mà thuận phục. Submit also means voluntarily without coercion. Ở nơi đây sứ đồ Peter muốn các tín hữu phải phục theo ai? So who does the Apostle Peter want believers to submit to? Và chúng ta thấy rằng ở trong câu 13 thì đầy tới Chúa nói rằng hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua như là đấng rất cao, hoặc các quan như là vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. And as it says in verse 13, submit to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it is to be to the king or as supreme or unto governors. Cái chữ phép tắc loài người lập nên á, ở trong bản kinh thánh tiếng Việt mình á, thì nó cũng trong nguyên ngữ nó có nghĩa là sự tạo lập hay có nghĩa là một cái thể chế. Ordinance of man also means creation or institution. Lưu ý rằng ông Phi-rơ ông không dạy các tín hữu là phải ông sứ đồ Phi-rơ dạy các tín hữu rằng phải phục theo các thể chế hay là phải phục cái thẩm quyền đang cai trị trên mình. Nhưng đầy tớ Chúa không hề dạy rằng chúng ta phải phục theo tất cả những cái luật lệ của thể chế đó đưa ra. Note that the Apostle Peter taught the believers to submit to institutions or civil authorities over them, but never taught them that they must submit to all laws decreed by that institution. Chính Phi-rơ và dân trong công vụ chương thứ 4 cho thấy cho dù họ tôn trọng thẩm quyền của tòa công luận, nhưng họ vẫn từ chối làm theo điều tòa công luận ra lệnh cho họ là gì? Là không được rao giảng phúc âm của Chúa Giêsu. Peter and John themselves in Acts chapter 4 show that they respected the authority of the Sanhedrin, but still refused to do what the Sanhedrin ordered them to do, which was stop preaching the gospel of Jesus. Để làm rõ ý nghĩa của cái mạng lệnh này, nhà giải nghĩa kinh thánh Warren Webby ở trong quyển Be Hopeful, ông đã giải thích về cái từ ngữ các phép tắc hay là thể chế như sau. To clarify the meaning of this command, Pastor Warren Worsby, in his book Be Hopeful, explained the term authorities or institutions as follows. Ông nói rằng cái từ ngữ này không có nói đến mỗi cái luật lệ riêng lẻ, nhưng nó nói đến những cái thể chế làm ra luật pháp và buộc mọi người tuân theo. Người ta có thể phục tùng thể chế, nhưng vẫn không làm theo luật pháp. It does not refer to each individual law, but to the institution that make and enforce the laws. It is possible to submit to the institutions and still disobey the laws. Quý vị thấy phức tạp quá phải không? Do you think this is complicated? Làm sao mình thuận phục cái thể chế mà cái thể chế nó tạo ra những cái luật pháp mà mình lại có thể không giữ những luật pháp này? How are we able to obey the institution and yet disobey the laws that that institution came up with? Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy lấy trường hợp của Daniel và cách bạn của Daniel ở trong sách Daniel chương thứ 1 làm ví dụ. So to better understand, let's look at the example of Daniel and his friends. Khi mà Daniel và các bạn từ chối không nghe theo những cái quy định ăn uống của nhà vua, có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ không phân phục những cái điều luật riêng biệt về ăn uống của vua. Tuy nhiên quý vị sẽ thấy rằng cái cách mà họ từ chối làm theo mạng lệnh vua chứng tỏ rằng họ vẫn tôn trọng vua và những người có quyền hành. So when Daniel and his friends refused to eat the food from the king's table, they disobeyed the king's order. However, the way they refused to follow the king's order was done with respect to the king and those in authority. Cái cách hành xử của họ cho thấy rằng họ không phải là những người nổi loạn, nhưng họ thận trọng để không làm cho những cái người thi hành luật pháp phải rơi vào thế khó xử. Tuy nhiên, họ vẫn kiên quyết không thỏa hiệp với những điều chống lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Their conduct shows that they were not rebels, for they acted with care so as not to put the official in an awkward position. Nevertheless, they remained steadfast in their refusal to compromise on things that were against the law of their God. Daniel và các bạn đã cho chúng ta một tấm gương về những người mà họ làm mọi điều để ngợi khen Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời họ cũng tôn trọng thẩm quyền của vua.
They did everything to honor God, yet at the same time showed respect to the king. Như vậy thì việc chúng ta phải phục theo cái thẩm quyền dân sự đặt trên chúng ta và những cái luật lệ của những cái thẩm quyền này nó có giới hạn, nghĩa là chúng ta chỉ thuận phục những luật lệ ngoại trừ khi mà những luật lệ đó bắt buộc chúng ta làm những điều mà Đức Chúa Trời không cho phép, hoặc những luật lệ này cấm những điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta thực hiện. So we must submit to the civil authorities over us and at the same time know that there is a limit to the law, meaning we only submit to the laws that do not contradict to the law of God. We cannot obey law that forces us to do things that God forbids or law that keeps us from doing what God wants us to do. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chúng ta không nhất thiết phải tuân theo mọi luật lệ của cái thẩm quyền dân sự. Tuy nhiên, ở trong mọi trường hợp, cho dù chúng ta có vâng phục hay không vâng phục những cái luật lệ này, thì chúng ta cũng phải phục theo các thẩm quyền dân sự mà Chúa đặt cho chúng ta. But in every case, whether we obey or disobey the law, we must submit to the civil authorities that God places over us. Điều cần nhớ là chúng ta phải tôn trọng những thẩm quyền và chức vụ, ngay cả khi chúng ta không có tôn trọng những cái người đang mang chức vụ đó. The thing to remember is that we must respect authorities and those in positions even when we have no respect for the person holding that position. Ví dụ như chúng ta là công dân của một quốc gia, chúng ta phải tôn trọng cái thẩm quyền và cái chức vụ của người đứng đầu đất nước là tổng thống và chính quyền dân sự do ông đứng đầu, cho dù về phương diện đạo đức có thể người đó không đáng được tôn trọng. For example, as citizens of a country, we must respect authority, the office of the president and the civil government headed by him, even when the president is morally unworthy of respect. Và đó là điều mà Chúa Giêsu nói trong Mác 12 câu 17 rằng, vật chi của Caesar hãy trả lại cho Caesar, vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. And as stated in Mark by Jesus, and Jesus answering to them said, render to Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God's. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải nhận biết đâu là những điều thuộc về Caesar và đâu là những điều thuộc về Đức Chúa Trời, và chúng ta phải kiên định để không để cho Caesar lấy động ý chí chúng ta và làm cho chúng ta bất tuân lời Đức Chúa Trời. The important issue here is that we must recognize things that belong to Caesar and things belong to God. We must be steadfast and not be swayed by Caesar causing us to disregard the word of God. Lấy một ví dụ như là chính quyền ở đất nước này sẽ không có quyền can thiệp vào tòa giảng của nhà thờ nơi rao truyền lời của Đức Chúa Trời. For example, the government will not have the right to interfere with the pulpit where God's word is proclaimed. Sẽ không có bất cứ một thế lực chính trị nào có thể cấm cái việc nhóm họp thờ phượng Chúa của con dân Chúa và rao báo lời của Đức Chúa Trời. And no political forces can prohibit the meetings to worship God of God's people and the right to proclaim the word of God. Tôi nói ví dụ như bây giờ liên bang có thông qua đạo luật về hôn nhân đồng tính, thì nơi đây tòa giảng của Chúa cũng sẽ tiếp tục rao giảng lời Chúa một cách thẳng thắn và nói rằng hôn nhân đồng tính là tội lỗi. And even if the federal government passes the law on same-sex marriage, this place will continue to preach God's word declaring the same-sex marriage is a sin. Không ai có thể bắt chúng ta dừng sự thờ phượng Chúa, bắt chúng ta dừng sự thông công với anh chị em mình, bắt chúng ta dừng cái sự rao giảng lời Chúa được hết. No one will ask us to stop and not proclaim the word of God. Người ta có thể cấm, nhưng chúng ta sẽ vẫn thực hiện cái điều Chúa muốn chúng ta làm. They may stop us from doing it, but we will continue to proclaim the word of God. Và khi chúng ta đối diện với tất cả những điều đó, chúng ta sẽ kiên định giữ lời của Đức Chúa Trời cho dù nó sẽ đẩy chúng ta vào những cái sự khó khăn bất bợ. When you come to that situation, you need to stand firm that we will stand firm with God's word. Chính quyền dân sự không được quyền can thiệp vào tòa giảng nơi rao giảng lời của Đức Chúa Trời. The government will have no interference with the place where we can proclaim God's word. Nhưng bên cạnh đó, những cái quy định của chính quyền về trật tự trị an thì nhà thờ và chúng ta phải tôn trọng. But on the other hand, we must respect regulations and that's established by the government. Ví dụ như chúng ta phải tôn trọng những quy định về việc xây cất nè, rồi chúng ta phải tôn trọng những quy định về việc nhà thờ phải có các lối thoát hiểm hay là các luật về phòng cháy. For example, we must respect regulations on constructions and building codes. The church must have emergency exits or fire prevention plans in place. Quý vị biết không, hội thánh chúng ta có cái dự định mình sẽ xây dựng một cái phòng thông công cũng như những cái lớp học cho các em thiếu nhi, mà cái dự định này nó đã hơn 3 năm rồi.
và chúng ta làm mọi yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. Họ yêu cầu mình nộp bản vẽ của kiến trúc sư, mình nộp bản vẽ. Họ yêu cầu mình là khi nộp giấy vô là phải nộp tiền, mình cũng nộp tiền. Nhưng rồi suốt những năm qua, tiền thì mất nhưng giấy phép là không còn. In the last 3 years, as you can see, our church planned to build a new fellowship hall. And we had done everything was required by the county. We submitted drawings, we pay all the required fees, but the building's permit still did not come through. Quý vị có biết máu chảy trong người tôi là máu của người gì không? Do you know what kind of blood that runs through my veins? Máu trong người tôi là máu Việt Nam. Blood of the Vietnamese. Yes. Mà máu Việt Nam có nghĩa là tôi nói quý vị rằng chúng tôi vẫn có thể có những cách để lách luật để mà làm. And the blood of a Vietnamese meaning that, you know, there are ways that we want to really do it. There are ways we can move around the laws to get things done. Người Việt Nam mình hay lắm, mình sẽ làm được hết. Vietnamese are very good in doing that kind of thing. Nhưng mà tại sao tới giờ này chưa xây? But how come there's nothing done by at this time? Tại vì chúng ta chọn tôn trọng thẩm quyền mà Chúa đặt trên mình. Mình nói cho thật lòng á là 3-4 năm qua tôi ấm ức lắm. But because we choose to follow the laws and regulations, but in my heart it's Nhưng đó là những cái thẩm quyền dân sự Chúa đặt trên mình và mình phải thuận phục. And that's the local government that rule upon us. Vâng phục những cái chính quyền nào? To obey which government? Và Sứ đồ Peter nói rằng là phải vâng phục mọi phép tắc. Và để nhấn mạnh cái điều đó, Sứ đồ Peter đã liệt kê các cấp thẩm quyền của đế chế La Mã, bắt đầu từ cái cấp cao nhất là vua. Rồi gì nữa, cho đến thấp hơn là gì? Là các quan, là những người thừa hành luật pháp và thực thi công bằng. And to make clear, every ordinance of man, the Apostle Peter listed the different levels of authority, starting from the highest, the king, to the lower levels, the officials, those who enforce the law and do justice. Quý vị có để ý không? Kinh Phí Sứ Đồ Peter nói rằng quan là người của vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Do you see that the authorities that don't punish the evildoers and praise them that do well? Thế nếu như những con người này họ không phạt kẻ làm dữ mà khen người làm lành thì sao? And what if these governments don't punish the evil ones but and don't praise the well, the those who do well? Nếu các quan ở trên mình là tham nhũng và bất công thì sao? What about the upper government are accepts bribery? Để giải quyết vấn đề này chúng ta có 3 điều chúng ta cần phải đặt ra. And there are three things that we must do. Cái vấn đề thứ nhất á là mình phải đặt ra một câu hỏi rằng có một cái chính quyền nào của con người nó thực sự hoàn toàn là ngay thẳng và công bằng không? The first question is there any human government that is completely upright and just? Chắc chắn là không rồi. Of course not. Vậy là chẳng lẽ những người dân cứ làm cách mạng để lật đổ hết chính quyền này đến chính quyền khác, trong khi chính mình luôn luôn biết rằng mọi cái chính quyền hay cả chính quyền mới rồi nó cũng sẽ chẳng bao giờ hay thẳng và công bằng. So then must the people continue to instigate or one revolution after another to overthrow every unjust regime while knowing well that no government is completely just and fair? Tôi biết tôi nói cái đó cũng sẽ có một số người ấm mức, bởi vì một số người sẽ nói rằng đúng là không có chính quyền nào là hoàn toàn hay thẳng và công bằng hết, nhưng ít nhất nó cũng có những chính quyền tệ hơn những chính quyền khác chứ. But some would say that no government is completely just and fair, but there surely are governments that are worse. Cái nào cũng xấu hết, nhưng mà ít nhất mình lập cái xấu này để mình dựng lên cái nó đỡ xấu hơn. Oh, gotta choose the lesser of the two evils. Nhưng mà vấn đề đặt ra đó, chúng ta phải bước vào cái vấn đề thứ nhì, đó là chúng ta phải đặt ra vấn đề thế nào là tốt và xấu. So there we have to come to the second question: what is good and bad? Chúng ta nói cái này xấu, chúng ta lật đổ nó xuống, chúng ta làm cách mạng, chúng ta bạo lực, chúng ta lật đổ nó xuống, chúng ta dựng một cái chúng ta gọi là tốt. Thế nào là tốt, thế nào là xấu? So if we see something that is bad, we're trying to overthrow it, and then we establish a new one. How are we to know that this new one is going to be good? Thế thì chính quyền ở tại đất nước chúng ta đang sống, chính quyền của Mỹ với chính quyền Cộng sản ở Việt Nam, cái nào tốt hay xấu? So the government here in the state, in the country, and the communist government, which is chắc nhiều người better. Nghĩ lập tức nghĩ trong đầu là chính quyền Việt Nam xấu hơn chính quyền bên này. You probably might automatically think that the government with the Vietnamese government might be worse. Nếu chúng ta đặt một câu hỏi rằng là nếu xét về mặt phúc lợi xã hội thì nước Mỹ có tốt hơn các nước cộng sản không?
So if we were to look at the happiness of the country, for the people, which government is better? Và chúng ta sẽ có thể dễ dàng trả lời rằng chắc chắn là tốt hơn. Chính quyền của nước Mỹ lo cho phúc lợi của người dân tốt hơn các nước khác. Definitely, America's government is much better. This government takes care of the people. Thế nhưng nếu như chúng ta, tôi đặt cho quý vị một câu hỏi thứ hai là, nếu chúng ta đứng trong cái nhìn của Kinh Thánh nha, cái nhìn của Kinh Thánh, thì về mặt đạo đức này, nước Mỹ này có tốt hơn các nước cộng sản? So, but when looking through biblical perspective, morally speaking, is America better than the communist countries? Và chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta xét về mặt đạo đức theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, thì tôi nói thật, nó tệ như nhau mà không biết cái nào tệ hơn cái nào. So by biblical standards, we are equally bad. Maybe we're even worse than them. Như vậy là tốt hay xấu nó tùy vào cái góc nhìn. So good or bad, it depends on your perspective. Và chúng ta là những người bước đi với Chúa, chúng ta phải nhìn tất cả trong cái nhìn của Kinh Thánh. And we as Christians, we have to look at through God's perspective. Chúng ta sẽ nhìn tất cả trong cái nhìn thuộc linh. We look at through the perspective of the spiritual. Và chúng ta thấy rằng chúng ta đang ở trong một đất nước được lãnh đạo bởi những người không kính sợ Chúa và không tôn trọng luật pháp của Ngài. And now we know that we live in a country that are led by ungodly people who have no fear of God and do not respect His law. Như vậy thì cái nào là tốt, cái nào là xấu? So which is good, which is bad? Có thể có nhiều người nói rằng, nếu nói như vậy thì chẳng lẽ chúng ta cứ là những cái người công dân đuôi mù câm điếc mặc kệ chính quyền nào cũng được? So, but some people might still also question: if we say that, then do we continue to live as blind and deaf citizens? Nếu vậy thì chúng ta buộc phải trở đến vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ ba là gì? Đó là phản đối và nổi loạn có khác nhau không? So then we must come to the third question. What is the difference between protest and rebellion? Chúng ta có thể phản đối những luật lệ của một chính quyền, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta phải nổi loạn. We may protest against certain laws, but that doesn't mean we must rebel. Chúng ta không thể thay lật đổ và thay thế cái điều ác này bằng cách dùng những cái phương cách khác khác. We cannot overthrow and replace one evil by another evil action. Và đó là điều mà Sứ đồ Phaolô nói trong câu 16 chúng ta học nhau từ đầu rồi. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn để che sự hung ác. And as stated in verse 16 initially, live like a free person, but don't use freedom as a cover for evil. Chúng ta có cái trách nhiệm giúp cho xã hội tốt hơn và loại bỏ những điều ác. Nhưng hãy làm điều đó bằng những cách tôn trọng luật pháp giống như Daniel và các bạn của ông đã làm. We have the responsibility to help make our society better and eliminate evil things. Let's do it respectfully like Daniel and his friends have done. Chúng ta hãy tích cực trong việc bầu cử tổng thống, thống đốc, thị trưởng vào tháng 11 năm tới. Đừng có thờ ơ với cái việc ai làm tổng thống, thống đốc hay thị trưởng cũng được. Hãy cầu nguyện và tích cực trong việc này. Be active in electing president, governor, and mayor next year. Don't be indifferent or careless as to who would be elected to become our next president, governor, or mayor. Chúng ta hãy giống như Daniel, thay vì nổi loạn thì hãy bên lòng cầu nguyện. Cầu nguyện cho những người đang lãnh đạo, cầu nguyện cho những người mà sẽ lãnh đạo, cầu nguyện cho cả chính mình và hội thánh, để cho dù ai có làm tổng thống, thì hội thánh của Chúa và mọi chúng ta vẫn cứ là muối của đất và ánh sáng của thế gian. Be like Daniel, who perseveres in prayer. Pray for our current leaders, for the upcoming leaders, and also for ourselves and for the church. Regardless of who becomes the new president, we will still be the salt and the of the earth and the light of the world. Và trên hết mọi sự, chúng ta hãy tin rằng Đức Chúa Trời đang tể trị trên mọi sự. Đức Chúa Trời cao hơn vua, Ngài có quyền hơn vua. And above all, believe that God is in control of all things. He is higher than kings and he has authority over all kings. Tôi đọc cho quý vị nghe bốn câu ở trong Roma chương thứ 13 để Sứ đồ Phaolô giảng dạy cho hội thánh tại Roma. Mọi người phải vâng phục cái đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì Chúa lấy sự phán xét vào mình. Và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Người muốn ông sợ quyền phép chăng, hay làm điều lành sẽ được khen thưởng. Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời làm ích cho người. Song nếu người làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Romans chapter 13 verse 1 through 4. Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God.
Therefore, whoever resists authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. For rulers are not a terror to good works, but to evil. Do you want to be unafraid of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For is God's minister to you for good? But if you do evil, be afraid. For he does not fear, bear the sword in vain. For he is God's minister, an avenger to execute wrath on him who practices evil. Câu 1, mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình. Verse 1, let every soul be subject to the governing authorities. Đây là lá thư sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Rôma. This is the letter that the apostle Paul sent to the church in Rome. Roma là nơi nào? Where was Rome? Thủ đô của đế quốc La Mã. The capital. Ai đang cai trị trên họ? Who was governing them at that time? Nero, một hoàng đế cực kỳ gian ác. Nero, the meanest dictator. Và chúng ta thấy rằng dù cho Thierry, dù cho Paulo đều sống trong đế quốc La Mã suy đồi và đầy tội lỗi. Đây là một xã hội khét tiếng về tội ác. Đây là một xã hội cổ suý vấn đề đồng tính luyến ái, giết trẻ sơ sinh, tham nhũng của chính phủ, lạm dụng phụ nữ, vô đạo đức và bạo lực. Nhưng không có một vị sứ đồ nào đưa ra bất kỳ một miệng trừ nào, mà theo đó các tín đồ được tự do thách thức các thẩm quyền của đế chế La Mã lúc bây giờ. Although Peter and Paul both lived in a corrupt and sinful Roman Empire, a society notorious for crimes such as homosexuality, infanticide, government corruption, abuse of women, immorality, and violence, but neither one of them telling the believers that they have the right and free to challenge the authority. Hãy xem thêm một cái ví dụ trong Kinh Thánh về việc thuận phục thẩm quyền, ngay cả khi bị đối xử bất công. Đó là câu chuyện của Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane được chép trong Matthew đoạn 26 câu 50 đến câu 53. Let's look at another example in the Bible of submitting to earthly authority even when being treated unfairly. That is the event that happened in the Garden of Gethsemane recorded in Matthew. Câu 50, Kinh Thánh ghi rằng, nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng nó rằng, bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần ra tay bắt Đức Chúa Giêsu. Và này, có một người trong những người ở với Đức Chúa Giêsu đã giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tay của người. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, hãy nạp gươm vào vỏ, vì hãy ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin cha ta lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao? Matthew 26:50-53, but Jesus said to him, friend, why have you come? Then they came and laid hands on Jesus and looked and took him. And suddenly one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword, struck the servant of the high priest and cut off his ear. But Jesus said to him, put your sword in its place, for all who have taken the sword will perish by the sword. Or do you think that I cannot now pray to my Father and he will provide me with more than 12 legions of angels? Tại đây Đức Chúa Giêsu đã cảnh cáo Phi-e-rơ rằng ông không có quyền sử dụng bạo lực để chống đối lại những người lính của chính quyền La Mã. Vì sao vậy? Bởi vì như vậy thì những người này có quyền dùng gươm để giết ông, họ có quyền đó. Và Chúa Giêsu đã thuận phục ý muốn của cha Ngài qua việc thuận phục thẩm quyền của đế chế La Mã lúc bây giờ. Here Jesus warned Peter that he had no right to use violent means to oppose the Roman soldiers because then they would have the right to kill him with the sword. Jesus submitted to his Father's will through his submission to earthly authority. Tại sao Cơ đốc nhân phải thuận phục nhà cầm quyền? Why must Christians submit to the authorities? Mở đầu đoạn văn này trong câu 13, sứ đồ Phao-lô nói rằng vì cớ Chúa. Verse 13 beginning, for God's sake. Cơ đốc nhân thuận phục những nhà cầm quyền không phải là bởi vì những nhà cầm quyền này tốt, cũng không phải là vì họ làm lợi cho cơ đốc nhân, nhưng cơ đốc nhân thuận phục nhà cầm quyền là vì cớ Chúa. Christians submit to the authorities not because they are good nor because the authorities do what is beneficial to them, but they do it for God's sake. Nói một cách khác, cơ đốc nhân vâng phục những thẩm quyền trên đất là vì khao khát muốn làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
In other words, Christians obey earthly authorities out of desire to glorify God. Vâng phục thẩm quyền trên đất là tôn trọng thẩm quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Obedience to authority on earth means respecting God's sovereign authority. À, tuần một vài tuần nữa chúng ta tiếp tục học phân đoạn tiếp theo thì trong câu 23 ghi rằng Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng sự đoán cùng mình. Verse 23, when he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but kept entrusting himself to him who judges righteously. Ở trong cái phần giải nghĩa của mục sư John MacArthur trong câu Kinh Thánh Phi Lê Nhất đoạn 2 câu 23, ông viết rằng Đấng Christ sống dưới sự cai trị bất công và bất chính của chính quyền Do Thái và La Mã, nhưng Ngài không bao giờ chống lại quyền cai trị của họ. Ngài tố cáo tội lỗi của các cấp lãnh đạo Do Thái, nhưng Ngài không bao giờ tìm cách lật đổ uy quyền của họ. Tương tự như vậy, Chúa Giêsu không bao giờ dẫn đầu các cuộc biểu tình chống chế độ nô lệ La Mã và lạm dụng công lý, hoặc tham gia vào bất kỳ hành động bất tôn dân sự nào. Ngài không phản đối ngay cả khi những nhà cầm quyền đó xét xử Ngài một cách bất công và đóng đinh Ngài, thay vì bận tâm đến cải cách chính trị và xã hội. Đấng Christ luôn luôn tập trung vào các vấn đề liên quan đến vương quốc của Ngài. As explained by Pastor John MacArthur, Christ lived under the unjust and unrighteous rule of the Jewish and Roman authorities, yet he never opposed their right to rule. He denounced the sins of the Jewish leaders, but he never sought to overturn their authority. Likewise, Jesus never led demonstrations against Roman slavery and abuse of justice or engaged in any act of civil disobedience. He did not object even when those authorities unjustly tried him and crucified him. Instead of being preoccupied with political and social reform, Christ always focused on matters pertaining to his kingdom. Là cơ đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để trở nên giống như Chúa Giêsu, và điều đó có nghĩa là chúng ta hãy phục theo mọi phép tắc là người lập lên, như Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta và làm gương cho chúng ta. As Christians, we are called to become like Jesus, and that means submit yourselves to all human ordinances, as Jesus has done and set an example for us to follow in his steps. Thuận phục những thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đặt trên chúng ta cũng có nghĩa là chúng ta thừa nhận Chúa của chúng ta đang tể trị và có quyền trên mọi thế lực của đời này. Submitting to the authorities that God places over us also means we acknowledge that our God is sovereign and has authority over all powers in this life. Chúng ta đang học châm ngôn với nhau, và trong châm ngôn là 21 câu 1 câu 3 ghi rằng lòng của vua ở trong tay của Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ, song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng, hãy làm cho sự công bình và ngay thẳng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn là của lệ. Proverbs chapter 21 verse 1 to 3. The king's heart is in the hand of the Lord, like the rivers of water. He turns it wherever he wishes. Every way of man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. To do the righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. Rất nhiều người cứ mong mình thế Chúa để thi hành công lý trên đất. Lots of people want to replace God to carry out justice in this world. Người ta cứ nhìn những người lãnh đạo của mình và rồi người ta nói là người này xứng đáng, người kia không xứng đáng, mình làm sao để lật đổ người này, làm sao để lật đổ người kia. They look at the leaders and they say, you know, that one is worthy, that one is not, and how to overturn them. Nhưng những hành động như vậy nó nói lên cái việc chúng ta thiếu đức tin nơi Đức Chúa Trời. That kind of behavior speaks that you do not have a lack of faith in the Lord. Đức Chúa Trời không cần chúng ta thay thế Chúa để làm những cái việc đó. God doesn't need us to replace him to do that kind of thing. Lòng của vua, tức là cái chỗ mà không ai kiểm soát được, nằm ở đâu? Nằm trong tay của Đức Giê-hô-va, và Chúa muốn hướng theo chiều nào là theo ý muốn của Ngài. The heart of the king is in God's hand, and which means he can turn it wherever he wishes. Và điều mà chúng ta cần làm là gì? Đó là hãy tin cậy Đức Chúa Trời đang tể trị và Ngài có quyền thay đổi mọi sự. Và trong khi chúng ta chờ đợi công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ, hãy luôn tra xét động cơ của mình. Và mình làm việc gì thì cũng phải công bình và ngay thẳng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. This proverb tells us that believe that God is in control and that he has the power to change all things. In the meantime, as we wait for God to review his work, we need to always examine our motives
and do everything justly and uprightly according to the teachings of the Bible. Trong câu 21, đoạn 24 và 21 hôm nay viết rằng hỡi con, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính vua. Chớ hội hiệp cùng kẻ phản nghịch vì sự tai họa của chúng xảy đến đình lình và ai biết sự phá hại của người này người kia. Proverbs 24, my son, fear the Lord and honor the king. Do not associate with rebels, for their disaster will come suddenly, and who knows the destruction of this person or that person. Ông Solomon nói rằng hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính vua, hai cái thẩm quyền cao nhất trên con người. Solomon said, fear the Lord and honor the king, the two highest authorities over mankind. Ông nói rằng đừng có hội hiệp, có nghĩa là đừng có trộn lẫn hay là đừng có hòa nhập. He said, associate, do not associate, which means mix with or mingle with. Chớ hội hiệp với ai? Do not associate with whom? Với kẻ phản nghịch. Ở trong nguyên nghĩa, nó có nghĩa là những người hai đội, có nghĩa là những người không có lòng trung thành với vua. With the rebels, in the original meaning, those who are changeable, those who are given to change, meaning those who do not have loyalty to the king. Và Solomon nói rằng đừng có tham gia vào những người có lòng không trung thành, những người hay phản bội, hay nổi loạn và phản nghịch những thẩm quyền cai trị trên. Do not mingle with people who are disloyal, who are prone to betray and rebel against any authorities that rule over them. Cẩn thận, bởi vì sự tai họa có nghĩa là nói đến sự trừng phạt từ cả Đức Chúa Trời và cả những cái thẩm quyền, cả vị vua dành cho những kẻ nổi loạn. Be careful. Disaster, which probably refers to punishment from both God and the king reserved for the rebels. Kính sợ Chúa thì phải tôn trọng những thẩm quyền Chúa đặt để trên mình. If you fear God, then you must respect the authorities God places over you. Cái người công chính từ chối tham gia cùng những người nổi loạn trong cái nỗ lực của họ vì kính sợ Đức Giê-hô-va, họ vâng lệnh Ngài để tôn trọng và phục tùng những người mà Ngài đã ủy thác cái thẩm quyền của Ngài trên họ. The righteous refuse to join the rebels in their efforts because of their fear of the Lord. They obey him by honoring and submitting to those God delegates his authority. Thế thì vấn đề cuối cùng chúng ta suy nghĩ là tại sao chúng ta phải làm điều đó? So the last thing we need to think about is why must we do this? Và sứ đồ Phi-rơ nói là vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột. And the apostle Peter says that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men. Cái chữ ngăn miệng á, nó có nghĩa là khóa cái miệng lại. Nó giống như là cái việc mà có nhiều người dắt con chó ra đường á, đeo cái rọ bịt cái miệng con chó lại, hoặc là đeo cái rọ bịt cái miệng của con ngựa lại, thì đó chính là chữ ngăn miệng. To silence literally means to muzzle, like wearing a gag to muzzle a dog or a horse. Ngăn miệng của ai? Who do we put to silence? Ngăn miệng của những kẻ ngu muội dại dột. Silence the ignorance of foolish men. Ngu muội không có nghĩa là thiếu hiểu biết, nhưng ngu muội nói đến cái sự cố ý bác bỏ sự thật một cách thù địch. Ignorance does not mean the lack of understanding. It refers to the intentional rejection and hostile attitude towards the truth. Và dại dột nó có nghĩa là vô nghĩa, nó có nghĩa là không có lý do gì hết, và nó thể hiện sự thiếu tỉnh táo về mặt tinh thần. Foolish means senseless without reason and may demonstrate a lack of mental alertness. Và Peter đã vẽ nên hình ảnh của những kẻ chống đối Chúa Giê-xu, tìm mọi cách để mà vu cáo tấn công hội thánh bất chấp lẽ thật, giống như một cái đàn chó hung hăng sủa lớn tiếng. Peter painted a picture of Jesus' antagonist who tried every way to slander, attack the church regardless of the truth, like a pack of aggressive dogs barking noisily. Và sứ đồ Phaolô nói rằng chính cái điều lành của cơ đốc nhân, chứ không phải là việc chống đối chính quyền đâu, chính cái điều lành sẽ khóa miệng những cái con chó hung hăng này. And the apostle Peter says, and it is by doing good, not rebelling against authority, that will muzzle the mouth of those vicious dogs. Sống để làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu trên đất này, sống làm các điều lành, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Living to be a witness for Jesus on this earth, and that is God's will. Matthew đoạn 5 câu 16 nói rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Matthew 5:16, let your light shine so shine before men that they may see your good works and praise your Father who is in heaven. Lạy tới Chúa Mục sư Charles Swindoll, ông nói rằng có ba cái cách mà chúng ta thường đối diện với những vấn đề xã hội. Pastor Charles Swindoll says there are three options to choose when we're dealing with social problems. Cách thứ nhất là chống lại nó.
The first is to fight against it. Chống lại cái thẩm quyền dân sự có thể bằng nhiều hình thức. Ví dụ như sử dụng các phương tiện truyền thông, sử dụng các đảng phái chính trị. Nhưng ông nói rằng cái sự chống đối lại xã hội phổ biến hơn là cô lập cái cộng đồng cơ đốc ra khỏi cái xã hội, hay nói cách khác là chạy trốn. Resisting civil authority can take many forms. First, using social media, using political parties, or more commonly, isolating the Christian community from society, or in other words, running away. Tôi biết có một gia đình nha, một gia đình tôi quen biết, tôi biết luôn á, là cách đây khoảng 2 năm rời California đi qua Texas bởi vì không chấp nhận chính sách của đảng Dân Chủ ở tiểu bang này. I know a family about 2 years ago, they moved to Texas just simply because they do not agree with California's rules. Sáng nay có 2 công dân của Texas ngồi đây. And this morning we have 2 guests from Texas here. Không biết có thấy là Texas tốt hơn California không? Do you see Texas is better than California? Họ rời đi, họ nói là họ không muốn ở California này nữa. Tôi nói trước để cho Hội Thánh này đừng có ai bỏ đi giống vậy. Thế thì cái thái độ thứ hai là đó, Chúa nói là gì? Thái độ thứ hai là rất nhiều người, ai gì chống lại thì sao? Họa hiệp với nó. And the second option is to compromise with it. Nhiều cơ đốc nhân ngày nay đang tìm kiếm sự chấp nhận của xã hội để tránh xung đột. And many Christians today are looking for social acceptance to avoid conflict. Ví dụ như rất là nhiều nhà thờ hay là giáo phái cơ đốc ngày nay đã công nhận hôn nhân đồng tính để làm gì? Theo trào lưu của xã hội, chấp nhận phong chức mục sư cho nữ để làm gì? Để thỏa hiệp với phong trào nữ quyền hay là chạy theo các phong trào mang tính cách ủng hộ sắc tộc. And for example, many churches and Christian denominations today have followed this social trends by recognizing same-sex marriage, accepting the ordination of women pastors to appease the feminist movement, or advocating a certain ethnic group unreasonably, regardless of the truth. Nhưng đây tới Chúa nói rằng, cái cách tốt nhất mà chúng ta cần phải làm là hãy sống ở trong cái chỗ Chúa đặt mình để làm sáng danh Chúa ngay tại đó. But the best way to deal with any social problems is to live and glorify God where God has placed us. Quý vị nghĩ rằng quý vị rời California qua Texas nó sẽ tốt hơn? Do you think if you leave California to go into Texas would be better? Cả nước Mỹ này từ từ nó giống nhau hết. Eventually the entire country will be the same. Và đây chính là cái chọn lựa của những con người vĩ đại như là Joseph, Daniel và Nehemiah. And that was the choice of Joseph, Daniel, and Nehemiah. Họ chọn đứng tại cái chỗ Chúa đặt để họ và làm sáng danh Chúa ngay chỗ đó. They choose to stand and live for God in the place that God has placed them. Tôi muốn kết luận bằng câu số 17. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. And in the conclusion, in verse 17, show proper respect to everyone, love the family of believers, fear God, honor the emperor. Hãy kính mọi người. Đây là một mạng lệnh vô cùng khó khăn vì xã hội thời bây giờ nó phân chia giai cấp rất là lớn. Nhưng là những tín hữu, sứ đồ Peter nói rằng chúng ta phải kính mọi người bởi vì tất cả đều là tạo vật mang lấy hình ảnh của Đức Chúa Trời. Show respect to everyone. This was an extremely difficult command to follow because of the social discrimination of the time. There was social class separation. Mọi người là ai? Who's everyone? Mọi người là mọi người. Everyone is just everyone. Tức là kể cả ông vua luôn. Even the king. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong bản tiếng Việt mình thì cái là kính mọi người mà tôn trọng vua, nhưng mà thiệt ra trong nguyên ngữ nó chỉ là một chữ thôi. So it says the word says respect and honor, but they are pretty much the same in the original language. Chúng ta kính ông vua làm sao? Chúng ta cũng phải kính những người xung quanh chúng ta như vậy. If we respect how we respect show respect to the king, that's how we should respect others. Có nghĩa là chúng ta được kêu gọi để tôn trọng mọi người cùng với những thẩm quyền và chức vụ mà Chúa đã, mà họ đang mang lấy. We are called to respect everyone, even those in positions of power and authority. Đây tới Chúa Mục sư David Paulson trong quyển Dạy Nghĩa Thư Phi Đơn Nhất Phi Đơn Nhì, ông nói rằng chúng ta có thể tóm tắt 10 điều răn trong Cựu Ước chỉ bằng một chữ thôi, đó là chữ tôn trọng. Pastor David Paulson, in his commentary on 1 and 2 Peter, says that we can summarize the entire 10 commandments in one word, which is respect. Ông nói rằng trong 10 điều răn là gì? Chúng ta phải tôn trọng Đức Chúa Trời, tôn trọng danh của Ngài. Chúng ta cũng phải tôn trọng người láng giềng, tức là gì? Là tôn trọng sự sống của người đó, vợ của người đó, danh tiếng của người đó, tài sản của người đó. And we must respect God and his name. We also must respect our neighbor, their life,
the wife's reputation and property. Và ông nói rằng xã hội của chúng ta ngày hôm nay đang thiếu sự tôn trọng. Người trẻ không tôn trọng người lớn tuổi, không tôn trọng cha mẹ mình. Người lớn tuổi cũng không tôn trọng người trẻ. Con cái không tôn trọng cha mẹ, người dân không tôn trọng các thẩm quyền dân sự. And he said that in our society today lacks respect. Young people are not respectful of the elders. The elders do not respect young people. Children do not respect their parents. And people do not respect authorities. Và ngay trong hội thánh cũng vậy thôi. Nếu chúng ta không tôn trọng nhau, không tôn trọng thẩm quyền và chức vụ của nhau, tín đồ không tôn trọng người lãnh đạo thuộc linh của mình, mục sư không tôn trọng tín đồ, thì hội thánh không thể nào là muối của đất ánh sáng của thế gian. It's the same in the church. If we don't respect each other, if we don't respect the authority and position of each other, if the congregation do not respect the authority of their spiritual leaders, and if the pastors do not respect his people, the church can never be salt and of the earth and light of the world. Có thể tôi nói điều này ít có ông mục sư nào dám nói, nhưng tôi đòi hỏi quý vị phải tôn trọng chức vụ của tôi. If I might be saying this who many pastors don't say, I am asking you to give me the respect. Bởi vì sao vậy? Why? Bởi vì điều đó chứng tỏ sự trưởng thành thuộc linh của quý vị. That will speak about your spiritual maturity in the Lord. Và không những vậy, tôi cũng đòi hỏi quý vị phải tôn trọng nhau. And not only so, I'm asking that you respect each other. Tại sao vậy? Why? Tại nó nói lên cái tình trạng thuộc linh của quý vị. And that speaks volume regarding your spiritual maturity in the Lord. Và tôi cũng đòi hỏi chính mình tôi phải tôn trọng tất cả quý vị. And I require myself to respect you. Tại sao vậy? Why? Tại vì nó nói lên cái tình trạng thuộc linh của tôi. It again speaks the maturity level. Và chúng ta phải tôn trọng nhau trong hội thánh. And we have to respect each other. Ngay trong nhà của Đức Chúa Trời mà chúng ta còn nổi loạn, chúng ta không vâng phục nhau, chúng ta không thuận phục nhau, chúng ta không tôn trọng những cái vai trò thẩm quyền của nhau, thì chúng ta nói gì cách chúng ta sống ở xã hội? Right here in the house of the Lord, if we lack the respect for each other, how are we to live in the world? Thẩm tôn phục thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đặt trên chúng ta không bao giờ là dễ dàng cả quý vị, vì bản chất của con người là kiêu ngạo và luôn muốn nổi loạn. And respect, providing respect to submitting to authorities is not easy because our nature is to rebel. Quý vị có thấy không, lúc mà sáng tạo bà Eva đó, thì cái thẩm quyền duy nhất mà bà có trên đầu bà là ai? Thẩm quyền của con người á là chỉ có mình ông Adam thôi. Chỉ có một cái thẩm quyền duy nhất trên Eva là Adam thôi, mà Eva không thuận phục được. And even Garden of Eden, Eve, she only had one person to submit to. That was Adam. Mới có hai vợ chồng thôi là bà đã cãi rồi. She was not able to carry out that. Huống chi ngày hôm nay tôi và quý vị, chúng ta có quá nhiều thẩm quyền con người trên chúng ta, như là thẩm quyền của nhà nước nè, thẩm quyền của người chủ nơi chúng ta làm việc nè, thẩm quyền trong hội thánh nè, thẩm quyền trong gia đình nè, thì việc thuận phục là vô cùng khó khăn. And today we are under many human authorities, such as the authorities of the state, of the boss at the workplace, an authority of the church, authority in the family, and so on. And that makes submission extremely difficult. Nhưng đó là điều mà chúng ta cần phải thực hiện. Đó là điều mà chúng ta cần phải thực hiện. These are things that we need to live out. Chúng ta không chỉ phải kính người khác, mà chúng ta còn phải yêu anh em. Có nghĩa là chúng ta phải yêu thương anh chị em cùng niềm tin. Not only that we need to respect them, we need to love them as those who are within our the same faith. Và trên hết mọi sự là kính sợ Đức Chúa Trời. Chính sự kính sợ Đức Chúa Trời giúp chúng ta thuận phục ý muốn Ngài và thuận phục các thẩm quyền mà Ngài đặt trên chúng ta. And overall, we need to respect the Lord and respect God, those around us. Khó không quý vị? Is this difficult? Khó. Mấy bà vợ thuận phục thẩm quyền Chúa đặt cho mình là mấy ông chồng. Khó. Không có ai dám trả lời đây hết. Khó không? Khó không? Khó lắm. Mà cho dù mấy bà làm mấy ông cũng không dám nhận nữa. Sợ đến cỡ đó. Thuận phục thẩm quyền trong hội thánh khó không? Khó chứ. Submitting to the church, is that difficult? Dịch. Rồi thuận phục thẩm quyền ngay cả ở trong cái tiểu bang của mình, ngay ở trong đất nước này, dễ hay khó? Submitting to authorities in the state, is it difficult or easy? Làm sao mình làm được? How are we able to do this? Quý vị biết không? Tôi thích cái đoạn thánh này tại vì sao vậy? Tại vì người đưa ra cái mạng lệnh này là ông Phi-e-rơ, một người đã từng dùng gươm để phản ứng lại với những người lính La Mã khi mà họ đến bắt Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane. Nhưng bây giờ cũng chính ông là người đưa ra cái mạng lệnh thuận phục nhà cầm quyền khi mà độc giả của ông và chính ông sắp sửa đối đầu với cơn bách hại vô cùng
vô nhân tính và bất tâm của hoàng đế này. I like this passage a whole lot because it comes from Peter, who once used the sword against the Roman soldiers who came to arrest Jesus in the Garden of Gethsemane. But now he is the one instructed his readers to submit to authority when they were about to confront the terrible persecution from the Emperor Nero. Điều gì đã thay đổi một con người nổi loạn như là Peter trở nên một con người vâng phục Chúa? What has changed the man who was a rebel and now submitted to the Lord? Đó là một đời sống đổi mới khi thật sự gặp Chúa, khi thật sự biết Chúa, khi thật sự được đổi mới để ngày càng giống Chúa, khi thật sự nhận biết đặc ân làm con Chúa. This is because a life that was transformed happens when people truly have an encounter with the Lord, when they truly know God, and when they through the process of transformation become more like Jesus each day, and when they truly realize the privilege of being God's children. Khi đó mọi cái chuyện khác, bao gồm cả cái lòng tự hào bản thân, sĩ diện, tự ái, nó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng duy nhất đó là làm theo điều Chúa muốn để Chúa được sáng danh. Then nothing else matters, including self-pride or the danger of losing faith. The only important thing is to do what God wants to, so that God's name may be honored and glorified. Xin Chúa giúp đỡ tất cả chúng ta để chúng ta sống và làm chứng nhân cho Chúa qua vai trò một công dân cơ đốc. May God help us all to be good citizens of the kingdom. Kính mời thánh chúng ta cùng đứng lên. Mọi người đại vài phút đến với Chúa đồng sự cầu nguyện. Chúng ta